chấm ăn mì cực kỳ ngon. Có 2 con cua 1 kg. Cách làm cua rất là đơn giản, không có sợ nó bị kẹp. Tách cái miệng nó ra là nó chết rồi. Con này cũng vậy, rất dễ dễ xoay kéo tách mai rồi cắt dây. Rất dễ dàng. Cầm mai tách nó ra. Giờ mình đi chà rửa sạch sẽ. Dùng con dao nạy vô, lấy cái ruột nó ra, giữ gạch lại, gạch rất là ngon. Rửa sạch ở trong này thì ăn nó đỡ bị hôi. Cắt cái phần miệng của nó ra, xả nước nhẹ không nó trôi gạch cua. Đó, gà rất là dơ ha. Cái phần miệng của nó ăn thức ăn nó nằm ở trong đây rất là hôi. Để càng cho nó bể càng. Rồi mình cắt con cua ra làm 4. Mình dùng thêm 2 muỗng canh bột bắp, áo phần thịt cua. Mình chiên nó thịt cua nó không bị khô. Mình làm cua chiên bơ tỏi. Bơ đây mình sử dụng hơi nhiều. Nếu không có bơ, không muối thì mình dùng bơ Tường An. Mình sẽ dùng là 100g bơ, 1/2 cục. Dùng 20g hành tím băm nhỏ. Gam tỏi băm nhỏ. Cho 4 muỗng canh dầu ăn. Cho bơ vô. Đây là cách làm nhanh gọn lẹ, rất dễ làm. Để lửa vừa. Nếu để lửa vừa, giờ cho cua vào chiên. Cua rất nhanh chín, khi đổi màu đỏ đều là nó chín. Vặt lại cho nó chín đều.
giờ cua đã chín đều, cho tỏi, hành tím, xào cho hành tỏi và hành tím nó thơm, nó hòa quyện rất là ngon, rất là nhanh. Hai muỗng canh tương cà, hai muỗng canh tương ớt cho có màu sắc, có cái vị chua chua. Các bạn không thích dùng tương cà thì dùng nước cốt chanh. Một muỗng canh dầu hào, 1/2 chén con nước và 120 ml, cho thêm 1/3 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường. Các bạn nào thích bột ngọt thì cho bột ngọt. Cho thêm 1 muỗng cà phê tiêu. Đây là cua rang bơ tỏi ăn bánh mì. Các bạn để lại một ít nước để chấm bánh mì. Rất ngon. Nên nếm theo khẩu vị gia đình. Nấu thêm 2 phút nữa cho nước sốt nó sấm lại, nó thấm gia vị. Cực kỳ ngon ha. Ăn bánh mì tuyệt vời. Cho chút xíu nước bột bắp để tạo cái độ sánh cho nước sốt, cho bánh mì tuyệt vời. Rồi trộn lại. Ok, tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời luôn, nhanh gọn lẹ, trong thời gian ngắn có một món ngon đãi tiệc. Sốt đã. Mình có 2 cua gạch 600 g. Giờ cắt con cua ra làm đôi. Nếu cua lớn thì mình cắt làm 4. Cho vô cái đĩa. Đẩy cái mai của nó lên. Cho cua vô hấp. Các bạn thích chiên thì mình chiên, hấp đỡ tốn dầu. Các bạn hấp cho mình 15 phút cho cua nó chín. Mình có 100 g me, cho vô 150 ml nước sôi. Rồi ngâm để lấy nước cốt me. Dùng đờ cháy ớt sừng cắt sợi. Ngâm vào nước lạnh. Một ít hành lá cắt sợi luôn. Ngâm chung. Rồi, cua đã chín rất là thơm. Cho một cái tô. Cho phần nước sốt hấp cua vô. Lấy phần nước cốt me, lấy vừa đủ, tùy theo me chua hay ngọt, bạn nêm nếm theo hội gia đình. Cho 3 muỗng canh tương cà, 3 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê nước mắm cho có vị thơm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê muối, chút xíu bột ngọt, 1 muỗng cà phê dầu mè, ở trộn đều. Các bạn điều chỉnh vị chua ngọt theo khẩu vị gia đình. Đây là sốt me, 2 muỗng canh dầu ăn, 40 g bơ, 2 muỗng canh tỏi băm, xào cho tỏi nó thơm. Bây giờ cho cua vô, xào khoảng 2 phút cho cua nó thơm.
Đây là cua rang me, làm tại nhà thì đấy thiệt, rất ngon, làm nhanh, gọn lẹ, đỡ tốn dầu, đỡ tốn công, ngon bổ rẻ. Thầy cho sốt me vô, cua rang me ăn bánh mì, cho nên hơi nhiều nước sốt một chút. Nấu khoảng 3 phút cho cua nó thấm, nước sốt nó cạn lại. Rồi sau 3 phút nước sốt nó sánh sánh lại à, rất ngon, mùi rất thơm. Cho vô một ít bột bắp để tạo cái độ sánh cho nước sốt. Rất ngon, tuyệt vời, nhanh gọn lẹ. Làm cua rang me kiểu này nó nhanh mà thơm, ăn ngon. Cho nước sốt lên. Hành với ớt. Hai con cua 1 kg đã làm sạch. Cua rất là ngon. Cắt ra làm 4. Cho nên các bạn đập dập càng ra. Cua mình chiên thì mình các bạn nên đập với càng ra để nó không bị nổ. Khi mình chiên nó nổ càng văng dầu. Sẽ cho 2 muỗng canh bột bắp. Áo sơ qua con cua. Chiên nó không bị mất nước, nó giữ được độ ngọt. Cho 4 muỗng canh dầu ăn. Cho cua vào chiên để lửa nhỏ cho cua nó từ từ nó chín, dùng rất là ít dầu. Khi nào thấy cua nó đỏ lên là nó chín. Giờ mình lấy thịt cua ra. Còn một ít dầu, mình cho hết ở đây luôn. Mình dùng 15g tỏi, băm nhỏ. Thêm 10g gừng cắt lát. Gram hành lá cắt khúc. Giờ làm sốt cho món cua xào hành. 2 muỗng canh tương cà. 2 muỗng canh tương ớt. 1 muỗng canh dầu hào. 1 muỗng cà phê dầu mè. 1 muỗng cà phê hạt nêm. 100ml nước.
1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường. Rồi trộn đều hỗn hợp. Các bạn nên nếm theo khẩu vị gia đình. Cho 2 muỗng canh dầu ăn. Cho thêm 40g bơ. Đây là bơ không muối. Các bạn không có bơ không muối thì dùng bơ từ ngang. Cho tỏi băm, gừng. Xào cho gừng và tỏi nó thơm. Giờ cho hỗn hợp nước sốt vô. Nấu cho nước sốt sôi đều. Nếm lại nước sốt cho nó vừa khẩu vị. Rất ngon. Bây giờ mình cho cua vô. Trộn đều cho cua thấm gia vị. Đây là một muỗng cua rất ngon để đãi tiệc. Ăn chơi cũng được. Anh chị các bạn thấy video này hay, nhớ like, share, subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Làm rất dễ dàng. Muỗng cua ngon. Mình xào khoảng 2 phút. Cho hành lá vô. Xào thêm 2 phút. Rất ngon, rất đẹp. Cua xào hành lá. Món rất là ngon để đãi tiệc tại nhà. Wow, tuyệt vời. Rất là thơm, rất là ngon. Rất ngon, rất tuyệt vời. Quá tuyệt. Cua các bạn tắt máy ra. Cua này cua gạch đó các bạn, gạch nhiều quá trời ha. Cái phần này phần gạch của nó mình ăn rất là ngon. Mình sẽ giữ lại. Lột ra dày mà nó còn ngon nghe. Mình cắt bớt cái chân đi. Cái que này nó mình không có thịt gì hết trơn á. Các bạn lột bỏ. Cua này là cua cái. Bây giờ mình sẽ rửa cho nó sạch ha. Mình cho vô một ít dầu, khoảng 3 muỗng canh nha các bạn. Mình cho cua vô mình xào. Mình có cái cua luôn ha. Nó là đường nhỏ thôi. Mình sẽ từ từ mình xào. Phần cua mình đã được, mình lấy nó ra. Các bạn thấy nó ngon không? Làm nước sốt. Các bạn cho bằng khoảng 50ml nước. Mình cho vô một muỗng canh nước tương, một muỗng cà phê nước mắm, một muỗng cà phê dầu hào. Bạn cho bằng một muỗng cà phê đường, một muỗng rưỡi cà phê tiêu, một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê bột bắp, cho một muỗng cà phê đồ trắng, cho 2 muỗng canh chua ớt. Các bạn quậy hỗn hợp lên nha, quậy đều lên, quậy hỗn hợp cho nó đều lên.
Rồi mình dùng cái chảo dầu hồi nãy, giờ mình cho hành tím vào, cho tỏi vào đây luôn, cho gừng nó vào, cho tiêu xanh vô, cho thêm mấy chiếc tôm. Rồi các bạn xào cho thơm nha. Tiếp đến mình cho cái nước sốt vào. Rồi cho đây 100g bơ. Các bạn nấu cho tan bơ rồi mình cho cua vào. Các bạn nấu lửa nhỏ để cua nó thấm gia vị, nước sốt không bị cháy. Các bạn thấy mình làm như vậy mà gặp nó vẫn còn nguyên mà ha. Ở đây mình có 2 con cua 800g. Mình có 8 cái lọc nồi trứng muối. Sẽ cắt đôi nha. Mình sử dụng xong, nó giống như trứng muối vậy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ áo qua nó một lớp bột chiên giòn, cứ được cái gạch cua, cái miệng ngọt của cua. Cho mình chút dầu mình chiên cua. Các bạn chiên nó đỏ lên là nó chín rồi nha. Mình lấy ra. Rồi cua mình nó đã chín, mình lấy nó ra. Đây là lòng nồi trứng muối nha, mình để sống. Mình cắt nhỏ ra. Còn 150ml nước, cho 2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh tương ớt, thêm 1 muỗng cà phê dầu hào. Rồi các bạn cho đều hỗn hợp lên lên nha. Mình cho vô đây 100g bơ. Các bạn nấu nhỏ nhỏ cho bơ nó chảy ra. Cho mình tỏi vào đây, ớt, gừng, rồi hành tây. Rồi tiếp tục mình cho đặt cua vào đây, muối vô nha các bạn. Quá thơm luôn rồi. Mình cho cái phần nước sốt vô. Rồi nước sốt của mình rất là thơm. Các bạn cho cua vào nha. Món này mình ăn như bánh mì cho nên mình để nước sốt nhiều một chút. Quá ngon luôn các bạn. Thơm lắm. Rồi món ăn của mình đã xong, mình tắt bếp nha. Cho một ít sốt lên.